Mẫu bàn ăn 2 tầng, 10 ghế hữu thọ, chất liệu gỗ xoan đào, giao về đất Hà Tĩnh nhé quý khách nhé. Trộm vía là xưởng Minh Châu thì lại được rất nhiều những khách hàng ở Hà Tĩnh tin tưởng và đặt hàng. Với một bộ bàn ăn 2 tầng với kích thước lớn là dài 1m80 và rộng 90 phân, gồm 10 chiếc ghế hữu thọ như video em đang quay đây, thì em công khai giá luôn là giá bán trên thị trường hiện tại em đang bán là 7.400.000 đồng. Đấy, và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu kích thước cũng như là từng đường nét cụ thể của chiếc bàn này cho quý khách chiêm ngưỡng nhá. Đấy, với chiếc bàn đấy thì bọn em nói rồi, kích thước là dài 1m80 và rộng 90 phân, cao từ mặt đất lên mặt bàn là cao 75 phân. Với chiếc ghế thì là rộng 43 phân và sâu 42, cao từ mặt đất lên mặt ngồi là cao 45 phân. Toàn bộ những kích thước này thì đã được bên em thiết kế làm sao mà để phù hợp với tối đa đại đa số người Việt Nam, thì nên là mọi người yên tâm là ngồi sẽ rất là thoải mái và dễ chịu. Đấy, chất liệu là gỗ xoan đào nhé quý khách nhá, gỗ đã qua tẩm xử lý và sấy khô chống với mọt cong vênh, thế nên là quý khách yên tâm 100% sẽ không bị mối mọt nứt nẻ hay là cong vênh nhé quý khách nhá. Đấy, quý khách nào mà đang có nhu cầu cần mua bàn ăn hay là cần được tư vấn thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên màn hình hoặc kết bạn Zalo với bên em để được em tư vấn kỹ hơn. Ngoài cái mẫu em đang quay đây thì bên em còn rất nhiều những cái mẫu mã khác cũng như là chất liệu gỗ khác. Đấy, như là gỗ sồi ngang, gỗ đỏ, gỗ hương đá. Quý khách nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đã để trên màn hình.